Chào mừng các em đến với trang lời giải 2.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi mở đầu bài 17 Tách chất ra khỏi hỗn hợp, trang 60, sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Câu hỏi mở đầu của chúng ta là: người xưa có câu đãi cát tìm vàng, vậy người ta đã tách vàng ra khỏi cát như thế nào? Các em cùng đi trả lời câu hỏi này với cô nhé. Các em hãy quan sát hình ảnh người lao động đãi vàng, ta thấy rằng họ phải đãi vàng dưới nước. Vậy để giải thích câu ca dao này, cô sẽ giải thích như sau. Người ta sử dụng phương pháp thủy lực, sử dụng một dòng nước chảy xiết với sức đủ lớn để tách các hạt vàng ra khỏi đất cát, sau đó để chúng chảy vào các máng để trôi đi đất cát và thu lại vàng. Vậy là cô và các em đã trả lời xong câu hỏi mở đầu bài 17 Tách chất ra khỏi hỗn hợp, trang 60, sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các em hãy truy cập vào trang lờidạy2.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.